Trong bể kính, những người thợ lặn trong bộ trang phục màu trắng đỏ của ông già Noel đeo bình dưỡng khí, cuốn chì vào bụng và lặn khắp bể kính vui chơi cùng đàn cá. Đông đảo du khách đến Viện Hải Dương Học đã vô cùng bất ngờ trước màn trình diễn dưới nước của ông già Noel lần đầu tiên được tổ chức tại đây, đặc biệt là trẻ em. Xung quanh đàn cá bơi lội tự do đẹp mắt là ông già Noel thực hiện những pha nhào lặn sinh động dưới nước. Bên cạnh đó, hai người khác cũng đeo bình dưỡng khí, mặc trang phục người tuyết và tuần lộc xuất hiện trình diễn thuần thục. những bộ đồ mà mascot mà mặc vào người thì mặc ở trên cạn thì nó đã rất là khó khăn rồi, và để mà mặc cái bộ đồ đó ở dưới nước thì đòi hỏi các bạn phải chỉnh sửa lại những cái bộ đồ đó và phải dùng những cái kỹ thuật đặc biệt thiết kế cái bộ đồ đó sao cho nó phù hợp với lại cái môi trường ở dưới nước. Những thợ lặn biểu diễn đều là kỹ thuật viên của Viện Hải Dương Học Nha Trang. Công việc thường ngày của họ là theo dõi và nghiên cứu các loài sinh vật biển. Đây là một hoạt động của Viện Hải Dương Học với mong muốn mang lại không khí Giáng sinh đặc biệt cho du khách.